Chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Anh Thi Bất Động Sản Khánh Hòa. Thì tiếp tục cái quá trình đi review bất động sản thực tế, thì hôm nay em sẽ đưa cho anh chị đi xem một lô đất mặt tiền Hương Lộ 62 thuộc xã Diên Thọ. Lô đất nằm ở vị trí rất là đẹp nha anh chị. Lô đất nằm ở vị trí rất là đẹp. Hướng này là Hương Lộ 62 đi vào xã Diên Tân kết nối với lại Khánh Phú sông Cầu nè. Thì từ đây đi vào khoảng 500m thôi là chúng ta đã tới cái cao tốc Bắc Nam rồi, cái điểm nối xuống của cao tốc Bắc Nam. Đó, cái đường Hương Lộ 62 trước mặt anh chị đây là quy hoạch mở rộng 30m nha anh chị. Đó. Hiện tại là đường nhựa 10m và quy hoạch mở rộng 30m. Đó, thì hôm nay em đưa anh chị đi xem lô đất này. Lô đất này thì nằm mặt tiền đường này luôn, nằm mặt tiền đường Hương Lộ 62 luôn. Đó. Từ cái vách nhà tính ra nha anh chị, và tổng diện tích của nó là hiện tại là 150m. Chiều ngang 5m đó. Từ cái này tính ra đến cái trụ này là 5m. Hiện tại là lô đất này có hơn 100m thổ cư rồi. Đó. Còn cái phần diện tích quy hoạch giao thông, sau khi quy hoạch giao thông là còn khoảng 102-103m thôi. Đó. Nhưng mà đường cái là đường nó sẽ rộng ra, đường rộng ra 30m. Thì từ đây á mà chúng ta ra lại quốc lộ 27C á, đường Võ Nguyên Giáp á, đường cây bá quét á, là từ đây đi ra đó chỉ khoảng 700m thôi là chúng ta ra tới quốc lộ 27C rồi. Và từ đây đi về trung tâm thành phố Nha Trang chỉ có khoảng 16-17 cây thôi nha anh chị, rất là gần. Ô tô đi lên đây thì một đường thẳng lên cua qua đường Hương Lộ 62 và đi khoảng từ quốc lộ 27C đi vào chỉ khoảng 700m là tới lô đất rồi. Đó. Lô đất này hiện tại là sổ hồng đã có thổ cư rồi. Và Nha Trang cũng gần, mà cách cao tốc Bắc Nam chỉ khoảng 500-700m thì thôi là có điểm nối xuống cao tốc Bắc Nam. Lô đất này thì thuộc xã Diên Thọ nha quý anh chị. Đó. Giá thì cũng chỉ hơn 1 tỷ thôi, hơn 1 tỷ một xíu thôi. Nói chung là giá thì cũng còn đầu tư tốt. Và lô đất này ở vị trí này thì nó còn một điểm mạnh nữa là nó sẽ nằm đối diện cái cụm công nghiệp Diên Thọ trong tương lai. Thì cụm công nghiệp trong Diên Thọ, cụm công nghiệp Diên Thọ đã được tỉnh mình phê duyệt rồi. Đó, thì nó nằm bên dọc bên kia. Đó, dọc bên đây là cụm công nghiệp Diên Thọ. Đó. Này sẽ nằm đối diện cái cụm công nghiệp Diên Thọ và gần cao tốc Bắc Nam, nên cái vị trí này rất là chiến lược cho những khách hàng nào mà muốn mua về mà để sử dụng kinh doanh trong thời gian tới. Đó, từ đây thì ra lại quốc lộ 27C cũng gần. Là quốc lộ 27C rất là gần nha anh chị. Khoảng 700m thôi. Đó. Về trung tâm thành phố Nha Trang chỉ khoảng 16-17 cây, ô tô đi thẳng một cái vèo lên luôn. Đường to, đường hiện trạng là đường nhựa 10m nha anh chị, quy hoạch mở rộng 30m. Đó, con đường này thì nó, nếu mà chúng ta đi thẳng vào nữa thì nó sẽ kết nối chúng ta vào cụm công nghiệp sông Cầu, đi lên cụm công nghiệp sông Cầu, hoặc là chúng ta có đi thẳng vào khu du lịch Giảng Bay. Đó. Đường này rất là to, kết nối giao thông nhiều. Còn cái hướng này á, cái hướng Hương Lộ 62 này á, nó kết nối chúng ta đi ra lại tỉnh lộ 2. Nếu chúng ta đi thẳng qua bên kia luôn, nó là kết nối qua tỉnh lộ 2 Diên Thọ. Còn đi ra khoảng 700m là chúng ta đã tới quốc lộ 27C rồi. Đất này là 150m và có hơn 100m thổ cư nha anh chị. Đó, sau quy hoạch thì cũng còn khoảng hơn 100m. Đó. Nhưng mà được cái là đường sẽ rộng ra, rất là đẹp. Anh chị nào mà ví dụ như mua về để mà kinh doanh theo cụm công nghiệp hoặc là kinh doanh theo cao tốc Bắc Nam thì cũng rất là thuận tiện. Cao tốc Bắc Nam thì hiện tại là đang trong quá trình gọi là khẩn trương hoàn thành rồi. Vừa rồi thì cũng có mấy cái đề xuất là phải khẩn trương hoàn thành. Đó. Nên là sắp tới thì khu vực này sẽ rất là sầm uất nha anh chị. Đó, thì em đi quay một clip ngắn. Hôm nay thì em đi quay một cái clip ngắn để mà review cho anh chị xem thực tế, cũng như là đưa đến cái thông tin cho anh chị. Anh chị nào quan tâm cái sản phẩm này thì vui lòng liên hệ với số điện thoại dưới phần mô tả để em tư vấn chi tiết cũng như là đưa anh chị đi xem thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Anh chị nhớ like, đăng ký kênh em nha. Chúc anh chị một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.